Ngày 30 tháng 6, nguồn tin của tuổi trẻ online xác nhận, lực lượng công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp công an tỉnh Gia Lai mật phục bắt giữ người đàn ông bị truy nã đặc biệt vì tội tàn trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Theo quyết định truy nã đặc biệt của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai, nghi phạm là Phan Văn Minh, 52 tuổi, ngụ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Minh bỏ trốn khỏi tỉnh Gia Lai và bị truy nã từ tháng 3, 2024. Ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức nhận được đề nghị hỗ trợ của Công an tỉnh Gia Lai để truy bắt Minh hiện lẫn trốn trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Minh đang ở trong khách sạn trên đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh. Các lực lượng được bố trí mật phục xung quanh từ sáng đến chiều. Thấy Minh xuất hiện bên ngoài khách sạn nên nhanh chóng phối hợp, ập vào bắt giữ quá trình lẫn trốn minh sử dụng căn cứ công dân giả thay đổi thân phận thường xuyên thay đổi chỗ ở số điện thoại hiện minh đang được công an di lý về tỉnh gia lai để xử lý